Thưa bác sĩ, hiện nay thì tổng đài tư vấn của chúng tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi của các vị phụ huynh liên quan đến vấn đề là con mình bị chậm nói. Và khi gặp cái tình trạng là con chậm nói thì lại rất là lo lắng vì nghĩ rằng là con mình đang bị tự kỷ. Vậy thưa bác sĩ cho hỏi rằng là với cái vấn đề chậm nói của trẻ thì có phải là liên quan đến cái hội chứng tự kỷ không ạ? Chậm nói thì gặp trong rất nhiều các trường hợp và bệnh lý khác nhau. Nhưng mà chậm nói đơn thuần nó khác với chậm nói tự kỷ, do tự kỷ. Vì tự kỷ thì có cái biểu hiện đặc trưng là trẻ chậm nói và là nguyên nhân hàng đầu mà cha mẹ đưa các con đến khám tâm lý ở các cái bệnh viện hoặc các trung tâm tâm lý. Thế nhưng mà chậm nói đơn thuần nó cũng khác rất nhiều với chậm nói do hội chứng tự kỷ. Vì hội chứng tự kỷ nó có các cái biểu hiện về mặt hành vi dập khuôn lặp lại. Thế rồi các cái trẻ này nó có những cái rối loạn về mặt cảm giác giác quan, gây ra những cái hành vi nó rất là khác thường. Thế còn là trẻ chậm nói đơn thuần thì chúng ta sẽ không nhìn thấy các biểu hiện như là nói nhại, nói âm vô nghĩa. Rồi thì là những trẻ mà bị tự kỷ thì nó có những cái ý thích rất là đặc biệt, rất cô nút sâu vào cái chuyện khác. Mà khi mà cha mẹ tương tác với con hoặc là người xung quanh mà nói chuyện hoặc tương tác với trẻ thì trẻ không có đáp ứng lại. Tức là vấn đề nó giảm tương tác rất là nặng nề và những hành vi nó rất là đặc trưng. Thế còn nếu mà trẻ mà chỉ chậm nói đơn thuần thì những cái hành vi hoặc những cái tương tác của đó thì nó không bộc lộ ra mà đơn thuần chỉ là trẻ chậm nói hỏi thì trẻ không nói và trẻ chậm so với cái mốc phát triển của những trẻ bình thường khác thôi. Xin cảm ơn bác sĩ.